hướng dẫn các em tập viết chữ gờ ghép, kẹ, ngờ đơn, ngờ ghép, ngõ. Chữ gờ ghép được ghi bằng hai con chữ, chữ gờ đứng trước, chữ hờ đứng sau. Cách viết như sau: đặt bút chứa đường kẻ ba, viết chữ gờ đơn. Nối liền với chữ hờ. Dừng bút ở đường kẻ hai. Để viết chữ gà, chúng ta viết chữ gờ ghép trước. Sau đó viết liền mạch sang chữ A. Viết dấu nặng dưới chữ A. Chữ ngờ đơn được ghi bằng hai con chữ, chữ N đứng trước, chữ G đứng sau. Cách viết như sau: đặt bút giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3, viết chữ N. Dừng bút ở đường kẻ 2, li bút sang bên phải, viết tiếp chữ G đơn, sao cho lưng chữ G đơn chạm vào điểm dừng bút của chữ N. Chữ ngờ ghép được viết như sau: đặt bút ở giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3, viết chữ ngờ đơn.
Từ điểm dừng bút của chữ ngờ đơn, ta viết liền mạch sang chữ hờ. Dừng bút ở đường kẻ hai. Tiếp theo, các em quan sát cách viết chữ ngõ nhé.